nay đuối quá. Nhưng mà trước khi về tới đây, trước khi nghỉ ngơi thì chắc mình phải tranh thủ vô giới thiệu cho quý bà con của bác một cái quán ăn mà mình nghĩ là bà con của bác mà có về Cà Mau nên ghé ăn. Cái quán cơm này mình ăn mình thấy rất là vừa miệng luôn. Tóm lại là cái quán nào mình thấy mà ăn ngon và nó rất là vừa miệng thì mình cố gắng mình giới thiệu đến quý khán giả, để sau này quý khán giả có đi về ở các địa phương, có về Cà Mau chơi hoặc là đi du lịch gì thì quý bà con cứ vào, cứ biết cái địa điểm ăn, ăn ngon lắm. Cái quán này tên là quán Triều Phát, phải không? Nó nằm ngay bên hông của cái khách sạn Phú Cường Hotel. Đây, địa chỉ là số 14 đường Phan Đình Phùng. Số 14 đường Phan Đình Phùng, ở đây là phường phường 4. Phố 14 đường Phan Đình Phùng, phường 4, thành phố Cà Mau. Mời quý vị các bạn. Thật sự thì ngày hôm qua mình vừa tới Cà Mau là mình đã ăn ở đây rồi. Và sau khi mình ăn rồi mình mới tiếc tại sao mình ăn xong mà mình không có giới thiệu. Lấy ghế ngồi tại. Ok. Cái nồi canh gì vậy? Canh cá, canh chua. Canh chua, mình còn nồi đến đây nữa đúng không? Thôi thế thôi, chờ đợi đi đó. Thôi cả ekip về chưa kịp tắm rửa gì luôn, chỉ có mình lên thay cái áo thôi. Tại vì nãy cái áo nó ướt nhẹp luôn mà nó. Mình tin chắc rằng đây là một cái quán mà cái khẩu vị rất là xuất sắc, và mình chỉ có ước một ước mơ thôi là nếu mình làm được một cái quán ở Sài Gòn mà cái khẩu vị này là mình tin chắc là rất đông khách. Cho thêm cái này, cái rau này này. Này là rau om với lại ngò gai đúng không? Em cho nó nhiều lên cho nó xanh lên, bỏ cho nó đẹp. Thì cá sấu. Cô này là trước khi là cổ luộc anh nào là cô khóc. Đó. Quen bao nhiêu anh rồi, trước khi mà bỏ anh nào là khóc, rồi khóc bù lu bù loa. Nên mới có biệt danh là Hiền Cá Sấu. Cho em xin thêm ớt. Rồi cho ớt luôn, đúng rồi. Dạ. Thôi bây giờ mình xin bắt đầu review trước cái món trứng chiên nha. Đó. Hôm qua ăn rồi, hôm nay phải ăn nữa. Cái món trứng chiên này giống y như ngày xưa bà nội mình chiên. Nó thơm mà nó cái vị nó. Dạ đây ớt. Rất là ngon luôn. Một trong những cái quán mà hiếm hoi mình ăn trứng chiên mà mình thấy nó ngon mà tới cái mức có thể nói là một trong những quán chiên trứng ngon nhất. Ăn thử đi. Mời quý vị khán giả. Quá chuyên nghiệp. Đúng rồi, em nên nói chuyện chút đi. Giọng em đãi nghe chứ thương. Mà khác lắm nha, nếu mà sáng nay chứng kiến cô này đứng ở ngay chỗ mà bán tàu hũ mới biết. Các bạn đứng. Các bạn đi vòng ra trước nha. Ừ, ai xuống hàng. Ai xuống hàng mới bán nha. Ai xuống hàng mới bán nha. Nói lại không hơn sáng. Đây, đưa chén này. Ăn phải biết chan mấy cái nước này vô nó mới thần sầu. Mấy bạn này chắc là không biết ăn cơm rồi. Mấy nước chan này nè. Ngon lắm. Thấy chưa? Từ lúc chị dậy thôi là đủ. Uống khâu kê lắm gì. Rồi, kéo này vô. Cá. Cá này nói cá hú hả ta? Cái này chắc cá bông lau quá à. Cái cá hú phải mở nhiều lắm chứ. Ồ, nó béo. Béo ngậy luôn, đậu á. Ủa em, cá hú. Cá hú mà sao ít mỡ vậy? Cá hú này như cá ba sa mình vậy đó. Nó ngon, nó mỡ đâu mà. Cũng nó mỡ.
Anh thấy nó ít 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 mỡ quá, anh tưởng nó là cá bông lau mà. Đây là bán nấu là chín nấu luôn. Thế hả? Cá bông lau mắc hơn. Cá tươi quá. Bánh đào rất khá luôn. Thanh mượn cái bá đi. Nát nào với nhau mà để lâu nó nát. Mày nát cá. Ồ cái miếng mỡ nó kìa. Ồ wow. Trời ơi. Giết người giết người. Ôi miếng mỡ à. Rồi nãy quên mang nước mắm mình lên. Ôi ôi cái miếng mỡ kìa. Không biết cái lẩu này nhiêu tiền mà thấy nó quá chất lượng luôn á. Chà chà. Trời ơi quá trời rồi. Còn cái dám canh không? Cho anh thêm cái gì anh bỏ cá nữa đi em ơi. Đứng kia mà, đứng kia mà. Ôi cá. Rồi cho anh thêm cái. Rồi đây. Thợ lặn, thợ lặn. Nói chung ăn nữa. Ăn thì lúc nào nó cũng vậy nhưng mà rồi rồi, ok, cho này quanh đó đi. Cho Hào lắng ăn xong. Nó chiếc đó. Rồi đến đây, kéo này ra. Chấm thêm nước mắm đi em ơi. Đúng rồi đó. Cái này là phải ăn cái ớt này nè, nó mới đúng rồi. Rồi, xuất sắc. Ăn mà làm dàn giáo không đủ mệt. Thôi, giờ mình sẽ làm một miếng mỡ. Làm một miếng mỡ cá. Sau đó là mình sẽ ăn cái tô ăn sang miếng canh. Thôi bỏ vô đây luôn đi. Tô canh chua đó. Vị quê, vị quê. Khó mà bây giờ thời buổi bây giờ mà tìm kiếm được mấy cái vị mà nó đánh đúng đồng quê lắm nha bà con. Dạ đây cao em mà có ai dùng cao em không ạ? Xuất sắc. Có cái muỗng không cho anh xin cái muỗng này. Đem cái mắm vô. Trời ơi cái nước canh chua. Ăn không không vậy? Hai đứa ăn không không vậy hả? Của cá hú ăn mỡ cá rất là tốt. Béo ngoài luôn. Em ăn hết được không? Hiền ăn cái góc cắm góc nghiêng mặt nó miệng rất đẹp. Bữa để ý rồi. Không có để.
Ừ. Canh hả? Dạ. Nhìn thấy mình mút mút mỡ cá mà chịu không nổi. Tiêu tan mệt mỏi liền. Thiệt luôn, ăn cái đó tô canh chua này xong tỉnh người luôn á. Quán này quá ngon đi. Rồi. Đây số 114 phải không em? Dạ 114. 14 đường Phan Chu Trinh hả? Phan Đình Phùng rồi, ok. Ăn hồi lộ lú luôn rồi. 14 Phan Đình Phùng, phường 4. 14 Phan Đình Phùng, phường 4, thành phố Cà Mau. Ngay bên hông của khách sạn Phú Cường. Quán cơm Triều Phát, quán cơm người Hoa có mấy chục năm rồi. Cơm người Hoa mà nấu cái khẩu vị miền Tây không, vị Việt xuất sắc vô cùng luôn. À, chào tạm biệt quý vị các bạn nha. Có về Cà Mau nhớ ghé nha. Yeah.